Rồi Hữu Pháp xin chào anh em đến với channel của Hữu Pháp nha anh em. Hôm nay Hữu Pháp đi săn nữa nha. Hữu Pháp sẽ chạy vô cái rừng dạc ở trong phía trong đồng đường Pháp chạy vô cũng khoảng cách cũng khoảng mười mấy cây số anh em. Hồi nãy gần gần nhà Pháp có đám nên dính nhạc bản quyền á nên Pháp không có giới thiệu đó. Giờ Pháp chạy vô đồng nè anh em. Cảnh đẹp ghê anh em. Rồi để Hữu Pháp đi săn anh em, chạy lại gai vô trống rình dạt coi có không, nếu không có dạt thì Pháp sẽ chạy ra bắn cu nha. Anh em theo dõi hành trình đi săn của Pháp nha. Let's go anh em. Thế, rớt, rớt dạt anh em. Thế, thế. Anh em ơi. Bé anh em ơi. Chết nè. Chết của mày nha, em lấy xe làm lục. Rất cù dằn anh em. Tiếp tục nha. Chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Mình rất của mình đi anh em. Ngay bầu rượu cũng sệt sệt. Quá đẹp anh em ơi. À dạ, ngay đầu hả? À dạ, quá máu anh em ơi. Ôi dãy kìa. À dạ, quá máu anh em ơi. Máu quá. Cùng mình đi nha anh em. Rồi, ta tiếp tục nha. Dần ra đây. Con bắn cù ra nha bà. Chết. Rớt anh em ơi. Chết. Rớt anh em ơi. Hả anh bơi. Rớt cù dằn anh em. Trúng đầu rồi. Cù dằn anh em. Gõ mép cái đầu. Rồi tiếp tục nha anh em. Rồi nha mọi người. Hữu Pháp sẽ đi vô đó săn dạt nha anh em. Ôi cái đoạn đường lội đây vô tới đó cũng cả cây số á anh em. Mấy trăm mét gần cái cây số. Lội vô chổng mệt quá. Chắc mệt anh em. Không biết lâu lắm rồi. Lúc mình chưa dẫn bản tiếng nhỏ tới giờ mình chưa vô. Giờ mình vô mình nhìn dạt thử rồi có không nha anh em. Để mình vô tới đó thì mình nhìn rồi nếu có bắn được pha gì có quay cho anh em xem nha. Let's go anh em ơi. Quá xa anh em ơi. Rất dạt anh em. Thế. Rất. Rất dạt anh em. Thế thế. Rất dạt anh em ơi. Bự quá lắm luôn. Rất dạt anh em. Đấy, em tiêu. Rất dạt bằng mặt. Rất dạt xám anh em. Má chạy không biết. Thấy vừa vừa anh em ơi. Chết mẹ luôn rồi. Ê. Bự luôn anh em ơi, quá gai à. Chưa thật. Chạy đâu tại. Chết mẹ anh em ơi. Tiêu ơi. Đâu rớt này.
thôi. Gọi luôn anh em ơi. Sao kiếm nó trời. Hồi đó kiếm được cái trời. Thôi không kiếm được mình quay cho anh em xem. Ôi, quá xui các bạn ơi. Mình bắn dạt trên đây nè anh em. Rớt xuống đây gỗ gàng luôn. Mình bừng qua qua kiếm không gặp anh em. Chạy mục tiêu luôn. Dạt xám hết hồn bự. Quá gặm anh em. Trời ơi. Ổn á. Bường gai của Dương quá trời luôn. Bắt không được nữa. Ôi anh em ơi, anh em tức. Thà bắn không trúng, bắn trúng rớt xuống mà lụm được anh em. Anh con gặm gì nè. Rớt xuống cái sạc lần bường lên liền luôn đó mà không kịp nữa anh em. Quá chạy à. Trời chiến mưa nữa. Trời ơi con nó gặm nè. Chạy qua đây thì thua luôn. Ôi trời. Bây giờ đi mình lên giải quá anh em ơi. Quá gai luôn nè, anh em coi gai nè. Giờ nó nín rồi đâu biết đâu. Bắn xiên vô người nó luôn, gãy cánh luôn nè. Thôi tiếp tục anh em ơi. Coi lép. Chết một con. Chết một con. Gắn con lép đó nha nè. Con ngoài kia. Rất có lép đó nha. Một ngày không ai bắn với hủ pháp rồi mọi người. Vô giống bắn được 2 viên, 1 viên zombie và 1 viên rất con mà kiếm không được anh em. Quá trời gặm nó chạy. Giật bông hết sức bự luôn. Anh em coi nè. Giò cắn nè anh em. Trời ơi. Bường gai của Dương cái nó lâm thì thôi luôn á anh em. Trời ơi nó ổn. Thấy nó rớt trước mắt vậy đó anh em mà bường qua không được. Quá trời gai dướng quá trời trễ cái. Gặm quá nó ụt vô lùm không biết chỗ nào luôn anh em. Kiếm không được luôn. Quá trời. Hồi để hấp rửa mình cái rồi đi tiếp nha anh em. Quá trời sốc nha. Trời ơi, con vẹt con. Con vẹt xám đó đâu có 700 gram vậy đó anh em. Trời ơi, nó đậu trên cái đọt. Ráo mở xa mình có hai mấy mét là thấy con bự bành kia. Vậy mà bắt không được. Quá ổn. Nước như kinh thật rồi anh em. Xíu bây giờ nè. Nước qua đây nước đang đổ vô. Thôi, anh em phải giỏi tiếp hành trình của hung pháp nha anh em. Hung pháp chạy ra và dạy ra đường xe cua anh em ơi. Giờ này cũng 3 giờ 45 rồi anh em. Không tiếp tục nha. Đây, hai con đen luôn rồi. Chết một con anh em. Quá đẹp. Rớt con thú đen nha anh em. Ngay đầu. Quá đẹp anh em ơi. Một con. Khá là xa còn con nữa nè. Núp. Quá xa anh em ơi. Rồi mình còn con trên đó nên mình kích vào mình vút nó luôn anh em. Ê, mang kia nè. Chưa đánh con gai nè. Quá xa luôn em. Đó. Mình lại bỏ nó nữa. Con này chắc phải lớn nữa nè. Gió rồi nè, khỏi bòi. Thủ nè nè em. À, quá bự nè em ơi. Quá xa luôn đây, mình bắn từ nó vô nó nghe nè. Còn con trống nữa nè. Để tiếp tục. Đây nè em, rớt. Rớt. Nè anh em,
Rớt. Rớt. Rồi. Rớt xuống dưới rồi. Tại ơi tại. Đâu có view đó mà địch pháp bắn lại là sai lầm rồi. Rớt đó nha anh em. Pháp xin kiếm nó gãy cánh này vậy anh em ơi. Lũi đâu luôn rồi. Kiều ta. Sao mà thoát được? Thấm xuống đây rồi mới sợ thoát được. Gãy cánh anh em, bắt sống anh em à. Mệt còn gãy nữa. Gãy chốc cánh. Ôi. Ê. Ê. Ôi, cô dằn nha anh em. Tiếp tục nha. Chạy. Đừng bay nha. Té anh em ơi. Té anh em ơi. Rất cu dằn nha. Ây da. Cô dằn anh em, nãy mình bắn con bẹp bẹp mà rớt giữa sông bỏ luôn anh em ơi. Giờ này chiều rồi lội sao nổi nữa, sông nước nó chảy dữ lắm. Thôi tiếp tục nha anh em. Rồi anh em ơi, neo pháp vàng anh em. Giờ này cũng 6 giờ mấy anh em. Trời chuyển mưa nó hơi tối tối. Hai hoa bắn được con chú hú đèn, con này bắn khoảng 30 mét. Như 7 cô dằn anh em. Này gặp cô ngói với cô cờm bắn ôm bi không? Gặp con cua ngói với con cua cộm anh em. Cua cộm bắn tung lông đuôi. Quá tức luôn nè. Rồi này cũng hơi thất thu anh em ơi. Vô rừng dạc hình dạc bắn dạc rớt xuống kiếm cả tiếng hồ vậy không gặp luôn anh em. Quá trời gặm rồi. Để mình mặn số chim này. Rồi mình với bạn ở bên Nhật về làm xuyên xương xíu nha anh em. Một hai lon nha. Mình ướp sẽ tới nướng nha anh em. Hồi kho hàng xong mình đem vô mình nướng thì quay ấm thịt cho anh em xem nữa đây nha. Dĩa ra để vô. Rồi, thôi anh em nha. Vì mình ướp sẽ tới nướng nha anh em. Đây, đây là nhà rồi anh em. Hôm nay có ba đeo lại. Ký này em hấp dẫn chưa? Thank you.
Rồi, mời anh em miếng nha. Anh em nha. Tiện ăn đi. Chịu. Nè mọi người. Đây mình tiện ăn nha mọi người. Sao? Nè dưa leo nữa nè. Tuyệt vời. Này bạn mình đã nhập về nha anh em. Ở xí. Rồi. Tới Pháp cái rồi. Tiền quay giùm nha. Các bạn ơi. Để nghe lại. Nha anh em. Báo ra mời anh em mấy nha. Chở mới được anh em chưa, để nó nóng quá nó hết anh em ơi. Quá ngon rồi. Để nước thôi. Đây, cũng pháp mời anh em miếng cù dằn nha. Chị mới về nó ngọt lắm anh em. Ủa, sao tắt rồi? Sao tắt rồi? Không tắt. Gam nè em ơi. Này ăn còn ngon hơn cá lóc nữa anh em. Đó. Rồi anh em miếng bia luôn nha. Rồi. Rồi, Pháp vô một cái nữa rồi Pháp xin kết thúc video nha anh em. Rồi. Anh em nhớ cho uống. Uống hai thì nãy cho uống, lấy cay cho. Đỡ với anh em ơi. Quá mũi. Mời anh em mới gớt cù dặn nữa nha. Ốc xào tới, nó cay cay ngọt. Thịt chim nó ngọt nữa anh em. Ăn đúng ngon đã luôn. Thôi Hữu Pháp xin kết thúc video nha anh em. Anh em thấy video hay cho Pháp xin một like và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Đây là bạn mình tên Tiền nha. Ở nhận vậy ha. Ăn nó hú rồi sao? Ngon không? Ngon. Ngọt. Bữa nay cũng mớm rồi nhưng mà thấy video cũng hay anh em ơi. Nhưng mà bữa nay Pháp kém may mắn thôi. Bắn vạt rớt xuống trước mắt luôn anh em. Trước mặt chứ đó mà chạy ngang cái loại ngang cái kinh loại không kịp anh em ơi. Nó vô làm gặm mắt luôn. Thôi. Thôi mời anh em cái nữa rồi kết thúc video nha anh em. Trời ơi.